20 năm nay một mình anh đi bằng gánh vác mà nuôi hai đứa con. Có khi thậm chí về 7 8 giờ tối không có gạo nấu nữa. Còn mẹ con mua mì gói ăn ôm nhau mà khóc. Thậm chí bơ hổm tức thì cũng mua một liều thuốc chuột về thuốc mẹ con thì chết hết nhưng mà nghĩ lại làm không được. Gác cứng rắn lên mà bường mà cài bằng đêm 9 10 giờ tối mà đạp chiếc xe đi đạp. Mà đi làm về đó thơ lững thững nhưng khùng. Vì hai đứa con mà gán cắn ăn chịu đựng. Bây giờ là mơ ước ông bà có khi gian giái của bà, ông bà gì mà có thương hay lòng hảo tâm ở đâu. Cô bác phải cho được số tiền để có tiền nữa mà nuôi con, đi sửa chữa nhà cửa lại êm ấm cho con cái nở. Chứ nếu như một mình tôi đó thì tôi cũng chết rồi chứ sống không nổi thôi. Cha con đi bỏ mẹ gần 3 năm nay rồi, năm nay con cũng được học được lớp 10 rồi. Nhờ là mấy 2-3 năm trước rồi, nhà trường cho con được chiếc xe đạp, con chở em con đi học. Mà gia đình nghèo lắm, bữa nào có tiền thì hai chị em con có tiền mua nước uống, còn bữa nào không có thì những khác. Mẹ con ở nhà đạp xe gần 10 cây số đưa hai chị em con đi học. Mà mẹ bệnh thì cũng yếu, bữa làm bữa không. Con thương mẹ, mẹ lo khóc không có tiền sửa chữa nhà. Tối mẹ về không có gạo nấu mẹ ăn nữa. Con xin mẹ cho nghỉ học để mà tiếp mẹ tiền để mà trang trải cho gia đình. Nhưng mà mẹ không chịu. Mẹ nói là con phải gán học để hôm nay là mẹ khổ. Rồi con cũng nghe lời mẹ con gán học. Con giận cha lắm, con quyết tâm là con học cho thiệt là giỏi chứ sau này con có nghề con nuôi mẹ con, không cho mẹ con cực khổ nữa. Giờ con mong các nhà hảo tâm có lòng thương con thì giúp đỡ cho gia đình con vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Con cảm ơn nhiều lắm. Xin mẹ đi Sài Gòn làm lên tiếp mẹ đó, rồi sớm nay ai cũng khóc hết trơn á, rồi ngày đi người cho 100 200 đi đi, thấy hoàn cảnh ba cũng khổ cũng thương nghiệp. Rồi chiều ở nhà đâu có điện đài gì đâu, rồi cái ba mẹ con ngồi ăn cơm rồi đốt cái đèn leo lét mà ăn cơm, thấy cũng tội lắm.